Xin chào và cảm ơn các bạn đã ghé kênh và xem video nhá. Trước mặt chúng ta đây đang là những cây tía tô. Các bạn nhìn thấy nó có đẹp không ạ? Đây là một cái vườn tía tô mô hình mình đã cắt cách đây được 2 tháng này, có cái thì gần 2 tháng, có cái thì hơn tháng, bởi vì mình thu theo từng đợt một. Đám trước mặt chúng ta đây là được 2 tháng các bạn ạ. Bây giờ nhìn thấy là nó đã đẹp và nó bật chồi, bật lá mơn mởn rồi ạ. Về tía tô thì không còn xa lạ gì với chúng ta nữa rồi. Chính vì thế mà trong cái video này mình cũng không nói nhiều về công dụng hay là cách trồng, cách thu của nó như thế nào nữa. Hôm nay mình muốn mời các bạn đến gọi là trải nghiệm thực tế, tức là tham quan thực tế là anh chị em ở trong công ty làm như thế nào để mà có được cái vườn tía tô đẹp như thế này. Mình hy vọng rằng chỉ cần các bạn xem hết video một cái, các bạn sẽ có cái nhìn tổng quan hơn về trồng cái tía tô, cũng như là mình sẽ biết được gọi là hậu trường đằng sau những thước phim đẹp mà quay để quay cho các bạn xem, chẳng hạn như có thể là cây tía tô hay là bất kỳ cái gì đấy, sau những thước phim mà nó đẹp mê ly kia thì chúng ta cần phải làm những gì. Rồi ok, khi các bạn đã xem đến đây rồi thì các bạn nhớ ủng hộ mình bằng một cách là đăng ký kênh, like video nhá, để chúng ta có gì cùng chia sẻ tương tác với nhau. Bây giờ chúng ta sẽ đi tham quan trải nghiệm thực tế. Rồi, nhiều xin mời. Thôi nhỉ. Đấy. Vậy là trong các bà làm cỏ ở đây giống như các Olympic ngày xưa. Làm nông nghiệp này đúng là công làm công bỏ, công làm cỏ công ăn thật. Vâng, chỉ cần giải quyết được cỏ là thắng. Đây là cái tía tô. Tía tô cũng lên mà cỏ cũng lên sau một tháng thu hoạch đây. Tía tô nó đang bật lên rất đẹp. Nhưng mà cỏ lên cũng ác chiến. Đây. Sắp quay được con muỗi rồi. Đấy. Thầy cô đang bảo là làm ở đây toàn là muỗi. Bởi vì diện tích nó quá rộng mà không mà là toàn là dùng bằng thủ công. Cái này không thể dùng bằng máy được. Nên là mấy con gọi là cái con chích hút nó cũng nhiều. Nhìn cái cảnh như thế này giống như là các Olympic ngày xưa nhỉ. Đấy. Nhiều cỏ mà. Cái này cắt xong nó thoáng phát là với ẩm nữa là cỏ nó lên. Nhưng mà khi mà tía tô cao thế này rồi thì cỏ nó lại đỡ này. Đây không có cỏ này, chỉ có rãnh này là mình dùng máy mình phạt thôi. Con chó nào nó nghịch ngợm, nó đeo một cái con này. Nó ngon đấy, cái tô này rất đẹp. Cỏ cũng rất nhiều. Ôi lông vực này. Lông vực còn cao hơn cái này. Đấy. Cái con chó này lông ở nó bị nhiều ăn mà cái con chó của nó đằng trước này. Tôm cùng với cái tôm như thế. Thank you.
Vâng. Em đang quay đây, em đang quay các cô, các bác, các chị lên TV. Làm xong là tí thôi, bốt sạch sẽ rồi mai có một đoàn đến quay phim tí, đi lại cho nó thoải mái với chân. Đây rồi, vườn đây rồi. Đấy, mỗi người cậu thích thế. Và cuối cùng chúng ta đã xong hết này đấy. Ồ, đây. Đấy, các o du kích đã đánh hết rồi. Còn vẫn còn một ruộng nữa, cứ từ từ. Đấy, bây giờ là chỉ có kiểm soát cỏ như thế này là được này. Tía tô nhá. Tía tô, lá bầu, xẻ thủy nông và một loại xẻ thủy sâu, lá nó hơi xoăn xoăn. Đây, hai loại này nhìn thấy rõ luôn. Tía tô, tía tô. Sau khi dọn xong này, đúng sạch sẽ. Bây giờ chỉ cần để cho nó cao khoảng tầm 1,5 m. Bây giờ nó là bây giờ đang 80 phân. Một tháng nữa chúng ta sẽ thu hoạch được tiếp theo. Trên đây là mình đã dẫn các bạn đi tham quan qua một vòng các công việc cần làm trong khi trồng tía tô. Hy vọng rằng qua video này các bạn có thể có cái nhìn tổng quan hơn về cách trồng và chăm sóc cái tía tô. Tuy mình không nói về vấn đề kỹ thuật nhưng mà chắc chắn là các bạn chỉ cần nhìn qua các bạn có thể tưởng tượng ra những công việc cần làm. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một lượt đăng ký kênh rồi là lượt thích video để chúng ta cùng tương tác với nhau nhé. Xin chào và cảm ơn tất cả các bạn.